Chào các bạn đã đến với series kinh nghiệm học cờ của mình. Này là video đầu tiên của mình nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để phân tích ván cờ và tự học hai cuộc bằng chess.com. Đó. Thì mình đang ở home giao diện chính của chess.com, thì để vào phần phân tích của chess.com chúng ta vào phần learn này, ta lướt thuộc vào phần learn và chấp vào analysis. Đó. Thì đây là giao diện phân tích của chess.com. Nó gồm một bàn cờ này, một thanh hệ số đó, và các tính năng để đưa dữ liệu ban đầu vào. Đó. Trước hết là thanh hệ số này. Đó, thanh hệ số này có chức năng là để so sánh lợi thế của hai bên ha. Đó, cho biết bên nào đang lợi thế hơn. Tiếp theo là ta có một bàn cờ có thể xoay được ha. Đó, các bạn nhấp vào cái nút đảo chiều ở đây này, đó để xoay bàn cờ thuận mắt hơn để mình cho việc mình phân tích bên trắng hoặc bên đen ha. Còn phần cuối cùng là phần để cài đặt các con cờ, thì cái đầu tiên là setup position. Đó thì các bạn có thể nhấn một cái nút red này nè, đó để các bạn xóa hết tất cả các quân trên bàn cờ đi. Đó thì sau đó các bạn có thể sắp xếp, các bạn rê các quân này, sắp xếp các quân theo vị trí mình muốn. Đó, các bạn muốn xếp kiểu nào cũng được. Đó. Đó và ngoài ra thì các bạn có thể tích vào ở đây. Đó thì ở đây có phần trắng và phần đen, thì cái này dùng để hỏi xem là các bạn đã mất nhập hành hay chưa. À, ví dụ là xếp xong cái cờ vẫn còn nhập hành hay không. Đó, không không là nhập hành gần, không 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 là nhập hành xa. Ngoài ra thì ở dưới đây thì các bạn có thể nhập thêm các thông tin như là sự kiện này, ván cờ diễn ra vào sự kiện nào, hay là trên nền tảng chơi cũng con hay liên kết hay gì, có cả ngày tháng nữa, số vòng hay là tên của kỳ thủ bên đen, tên của kỳ thủ bên trắng hay. Trong đây có nhiều cái thông tin hay lắm. Rồi sau đó, sau khi nhập các thông tin rồi thì ở dưới đây phần sau dưới sau này thì chúng ta có thể nhập biên bản ban đầu vào. Đó, sau khi nhập đủ các thông tin thì chúng ta có thể bấm load tải lên. Đó thì ngoài cái cách này ra thì chúng ta còn có thể bét BGN vào. Đó thì BGN là biên bản ban đầu. Đó, các bạn sẽ dán cái biên bản ban đầu vào đây rồi nhấn nút load, nút tải lên. Đó thì lát nữa mình sẽ làm ví dụ sau ha. Đó còn hai tính năng cuối cùng thì không quan trọng lắm ha, dùng để tải các phân tích trước đó hay là tải các dữ liệu phân tích từ thư viện của các bạn. Đó thì mấy cái tính năng này chỉ có hữu dụng khi bạn đăng ký tài khoản membership của chess.com thôi. Đó nên mình sẽ lướt qua ha. Đó vậy giới thiệu sơ vậy là xong ha. Giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn xem thử ha. Giờ mình sẽ thử phân tích một ván đấu ha. Đó thì giờ mình sẽ cần qua kênh YouTube ha. Đây là kênh AgamMeter. Đó, kênh này là hay tường thuật lại các ván đấu của các kỳ thủ nổi tiếng trên thế giới. Đó, nên thay vì chúng ta bỏ ra khoảng 10 đến 15 phút để xem video của cái ông người Croatia này, thì chúng ta có thể tự phân tích để học hỏi sâu hơn. Đó. Thì dưới mỗi video của kênh này đều để sẵn BGN để các bạn có thể tham khảo thêm ha. Mình sẽ copy phần này lại ha. Copy. Đó, xong mình sẽ trở lại cái phân tích của chess.com. Đó, mình vào phần bet BGN này. Đây, mình sẽ bet BGN vào đây. Đó, xong rồi mình nhấn nút tải để tải lên. Đó, thì máy tính sẽ nhập hết tất cả cái nước đi của ván cờ cho mình ha. Đó, mình sẽ bấm vào đây để quay về nước đi đầu tiên. Đó, thì lần đầu các bạn phân tích trên đây ha. Các bạn nhấp vào đây để cài đặt ha. Nhấp vào cái mở răng. Đó, bắt đầu các bạn rồi. Đây là chế độ phân tích cơ bản của chess.com ha. Đầu tiên là các bạn sẽ chọn phần mềm phân tích ha. Đó thì cái phần mềm đầu tiên là Sophic 15 thôi. Sophic 15 cái đầu tiên thì nó sẽ sử dụng bộ nhớ máy tính của các bạn ha. Đó để phân tích. Đó, còn các bạn có thể chọn Sophic 15 phiên bản điện toán đám mây, thì ở đây thì cái này sẽ phụ thuộc vào tốc độ mạng của các bạn. Tốc độ của các bạn ha. Đó thì ngoài ra các bạn còn có thể chọn phần mềm Komodo này, có Elo khoảng 2706 ha, hoặc là tắt engine đi cũng được. Đó nên mình đang phân tích mà, nên mình sẽ chọn là cái phần mềm phân tích điện toán đám mây ha, Sophic 15 điện toán đám mây. Đó rồi đến lượt cái maximum depth ha. Cái maximum depth thì nó chính là cái độ sâu tối đa ha, depth tối đa. Đó thì ở đây mình sẽ chọn depth 99 luôn ha, depth 99 luôn để cho nó ra được cái kết quả chính xác nhất ha. Rồi cái tiếp theo là cái number apply này là cái số nhánh hay số like của nước đi ha. Cái này thì tùy thuộc vào
khả năng của máy tính các bạn nha. Vì phân tích cờ sẽ rất là tốn nhiều bộ nhớ và nó mau nóng máy nữa. Đó. Mà vậy thì máy tính sẽ mau hư hơn. Đó nên thường mình sẽ để là 4 ha, để là 4. Đó thì tùy các bạn, cũng có thể máy yếu hơn thì các bạn có thể để là 3 cũng được, để là 3 cũng được là được rồi. Đó thường mình sẽ để là 4 thôi. Đó xong rồi, giờ mình sẽ tắt phần cài đặt ha. Tắt phần cài đặt. Đó. Đó thì điều đầu tiên mình muốn các bạn để ý khi phân tích bằng máy tính là cái dép ở đây ha, cái dép ở đây. Đây, đó. Thì cái dép này nó quan trọng như thế này. Thì cái dép càng cao thì độ chính xác của nút đi nó mới đúng được. Đó, thì nếu ở cái dép mà tầm 14 đến 18 nó có thể cho rằng nước đi này là nước đi tốt nhất đi. Đó, nhưng ở cái dép cao hơn như dép 27 hay dép 30 trở lên đi thì nó sẽ lại cho ra một cái nước khác là nước tốt nhất. Những nước của dép cao hơn thì chắc chắn là tốt hơn của dép thấp rồi. Đó nên mới sẽ phải để ý xem khi mà mình phân tích bằng máy tính thì máy tính nó đang ở dép bao nhiêu nha, dép bao nhiêu. Giờ mình sẽ đi thử nha. Sẽ đi thử. Đấy, đó là bên đen lựa chọn là khai cuộc karaoke ha. Đó, mẹ anh có chuyện mẹ quên. Đó, đấy, sau khi bên trắng là đẩy nước C3. Đó, sau khi bên trắng đẩy nước C3. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây đây. Đó, video vừa nãy là mình đã chọn số like là 4 đó, nên ở đây máy tính sẽ chỉ cho chúng ta là 4 nước đi tốt nhất dành cho đen. Chọn ra 4 nước đi tốt nhất cho đen. Thì trước mỗi line ở đây có mấy cái con số này, mấy con số này. Đó thì mấy cái con số này nó chính là hệ số, nó giống với lại cái thanh bên bên đây ha, nó giống với cái thanh bên đây. Đó, thì hệ số trước mỗi line ở đây này nó cho biết độ lợi, hay nó nói cái khác đấy là nó cho biết bên trắng hay bên đen có lợi thế hơn ha. Đó, thì máy tính sẽ đánh giá theo tổng thể ha, về vị trí kết quân này, cấu trúc tốt này, sự kiểm soát không gian này, hay là khả năng dẫn đến chiến thắng hay thua cuộc. Đó, nên dù một bên có ăn hơn quân nhưng máy tính vẫn biết được là bên nào lợi thế hơn nha. Máy tính sẽ đánh giá tổng thể và nó sẽ cho ra cái điểm hệ số này. Đó thì nói đơn giản hệ số này chúng ta có thể quy đổi sang tốt ha. Đó, nên người ta có một số tài liệu người ta kêu đây gọi là hệ số tốt ha. Đó thì chúng ta có thể quy đổi sang tốt, thì nếu cái hệ số này nó là cộng 1 thì có nghĩa là trắng nó đang lợi thế hơn một tốt. Nếu cộng 2 thì là hơn 2 tốt, cộng 3 như là hơn 3 tốt hay là hơn một quân nhẹ. Đó. Tương ứng lợi thế của đen sẽ là trừ 1, trừ 2, trừ 3. Đó. Như ở đây thì máy tính nó đang ở dép 26 ha, dép 26. Đến lượt đen đi, nước tốt nhất cho đen lúc này là nước tượng D6 ha, tượng D6. Đó. Thì cái nước này nó có hệ số là 0.38. Đó thì nó ý nghĩa là gì? À, ý nghĩa là bên trắng nó đang lợi thế hơn. Nhưng mà lợi thế đó có đủ để chiến thắng chưa? Có đủ để chiến thắng chưa đó thì bắt đầu mình giải thích thêm ha. Đó thì ở đây thì nếu lợi thế cái hệ số này nè, cái hệ số lợi thế này mà nó bằng không thì hai bên là hoàn toàn hòa nhau. Hai bên là hoàn toàn hòa nhau. Còn nếu hệ số này mà nó lớn hơn không và bé hơn 1, y như ở đây là 0.31 ha, thì hai bên cũng vẫn là hòa nhau nha, nhưng một bên có thế cờ chủ động hơn hoặc là một bên có nhiều nước đi tốt hơn bên còn lại ha. Đó thì như ở đây hai bên vẫn là hòa nhau nha, hai bên vẫn là hòa nhau nha, nhưng bên trắng thì chủ động hơn, bên trắng có thể chủ động hơn, còn bên đen thì sẽ có ít nước đi tốt hơn hay là bên đen khó đi hơn ha. Đó, thế thì khi nào cái hệ số này, đấy câu hỏi đặt ra là khi nào cái hệ số này nó mới cho biết bên nào đang giành chiến thắng ha. Đó thì khi mà cái hệ số này nó lớn hơn 1. Thì khi mà nó lớn hơn 1 thì lúc đó cái lợi thế nó mới rõ ràng là một bên nó đang như đang là lời hẳn hơn hẳn một con tốt vậy đấy. Đó thì hơn một con tốt thì đương nhiên rồi thì sẽ rất có khả năng dẫn đến chiến thắng cao hơn. Đó nên vậy vậy nên nếu cái hệ số này mà nó lớn hơn 2 hay là lớn hơn 3 thì chắc gần như chắc chắn là giành chiến thắng rồi. Đó. Nhưng mà chúng ta lúc này vừa nãy mình nói bắt đầu gì, chúng ta phải để ý đến cái dép nó có đủ độ cao không. Hiện tại chúng ta chưa biết ha. Nếu để máy tính mà phân tích lâu hơn thì dép cao hơn thì mọi chuyện vẫn có thể khác ha. Mọi chuyện cũng có thể khác đấy.
Như ở đây thì nước tốt nhất cho đen ở DEF 29 ha, cung vấn là tượng D6. Thì nếu đen đi một nước khác như một trong ba nước sau, ví dụ ở đây có tượng F5 này, đây có mã D7, đây có tượng E7 ha, thì trắng sẽ có lợi thế hơn một chút xíu ha, trắng sẽ có lợi thế hơn một chút xíu. Nhưng mà hai bên vẫn hòa nhau nha, hai bên vẫn là hòa nhau nha. Đó thì làm sao để biết đó? Giờ thì làm sao để biết nước tượng D6 này là nước tốt nhất? Thì mình phải xem và mình phải hiểu các nước sau đó nó diễn ra như thế nào. Đó, ví dụ mình có thể bấm một cái mũi tên ở đây để mình xem được các nước sau đó diễn ra như thế nào. Đó. Thì đây. Đó thì trong cái line này đấy, nó người ta sẽ hiện ra cái nước sau đó có thể diễn ra như nào. À, ví dụ sau nước tượng D6 này trắng sẽ đi tượng D3, D nhập thành gần, hậu lên C2 rồi phát triển quân gì gì đó. Đó thì chính cái line này đây, đây cái line đầu tiên này. Nếu chúng ta sống ở trong một thế giới hoàn hảo ấy, giống như là hai cái máy tính đánh với nhau vậy, thì chúng ta sẽ đánh gần như là hai cái máy tính đánh với nhau, nó sẽ cho ra cái line đầu tiên này luôn, nó sẽ cho ra cái line đầu tiên này, và đương nhiên kết quả nó sẽ hòa nhau nha, kết quả nó sẽ hòa nhau. Đó nên ở đây này, chúng ta cứ đi một nước ha, chúng ta cứ đi một nước thì máy tính sẽ chỉ cho chúng ta bốn nước tốt nhất tiếp theo ha, bốn nước tốt nhất tiếp theo. Đó, chúng ta cứ đi một nước, đen đi một nước chỉ cho bốn nước tốt nhất dành cho trắng. Đó, tiếp về trắng đi, đó, trắng đi, đó thì nó chỉ cho bốn nước tốt nhất dành cho đen. Đó nhưng mà chúng ta biết rồi, chúng ta đâu phải sống trong một thế giới hoàn hảo đâu ha. Đó, nên chúng ta đâu phải lúc này chúng ta cũng đi được nước đi tốt nhất đâu ha. Đó thì như mình đã nói vừa nãy rồi mà, đó thì cái hệ số này nó mà bé hơn một, nó mà bé hơn một ha, thì hai bên vẫn là hòa nhau, nên không bắt buộc chúng ta phải đánh được nước tốt nhất ha, chúng ta vẫn có thể đánh nước tốt thứ hai ha, nước tốt thứ hai, nước tốt thứ ba cũng được, nước tốt thứ tư cũng được. Đó miễn sao mà cái hệ số này nó không thay đổi quá nhiều, nó không thay đổi đến cái mức mà nó lớn hơn một, thì mấy cái nước đi này nó cũng đều là những nước đi tốt thôi. Thì tại vì rõ ràng khi chúng ta chơi cờ là chúng ta là hai con người đánh với nhau mà, chứ đâu có phải là hai cái máy tính nó đánh với nhau đâu. Đó cho nên là chúng ta không bắt buộc phải đánh nước tốt nhất, mà chúng ta chỉ cần đánh được nước có thể chơi được là được rồi ha. Đó, ví dụ mình có thể tiếp tục đi tiếp ha. Đó, rồi đi tiếp. Đó, đi tiếp ha. Đó, ví dụ đây ha, ví dụ đây 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 là dép 15 ha, dép 16 ha. Đó thì máy tính chỉ cho ra là nước C4. Nước C4 là nước tốt nhất để cho trắng ha. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn thấy là xem ở cái dép cao hơn nó sẽ phân tích khác như thế nào. Đó thì rõ ràng vừa nãy là nước 16 thì nước tốt đẩy lên C4 cho trắng này, đẩy C4 cho trắng là nước tốt nhất, là nước tốt nhất. Nhưng mà ở cái dép cao hơn này, chúng ta đợi chắc khoảng lên dép 20 ấy, lên cái dép 20 thì máy tính lại chỉ ra là nó lại quay lại nước C4 này. Đó mình phải đợi xíu, đợi xíu cho hai cái hệ số này nó khác nhau hẳn đấy. Đợi lên một xíu, lên cái mức cao hơn ha. Đó ấy thì lên cái mức cao hơn này, máy tính nó lại phân vân này, đó là chỉ do lúc thì nước C4 nước tốt nhất, nhưng lúc thì lại nước H3 nước tốt nhất, hay thậm chí là vừa nãy nó còn cho ra nước nhập thành xe nữa này, nhập thành xe ha, là nước tốt nhất, hay là vừa nãy là nước H3 ha, nước đẩy tốt H3 lên là nước tốt nhất. Đó thì phân tích ván đấu là như vậy đấy. Đó mình cứ theo mấy cái line này ha, mình cứ theo mấy cái line này, ví dụ là nếu chúng ta chọn cái line nhập thành xe ha, chúng ta phải biết là sau đó này tại sao chúng ta nhập thành xe ha, chúng ta nhập thành xe là để tấn công cánh vua ha, tấn công cánh vua, dồn con qua cánh vua, tấn công cánh vua. Đó đấy, chứ như vừa nãy là mình đã lỡ ấn vào một line ở trong đây đấy, lỡ ấn trong line ở trong cái line và nhập thành xe ha. Giờ mình quay lại trước đấy ha, cái chỗ nhập thành xe đó thì đó là nếu các bạn bấm vào đây thì máy tính sẽ chuyển đến cái nước đấy luôn, chuyển đến cái nước đấy luôn đấy, rất là nhiều like ha. Đó thì đây là cách mà máy tính nó phân tích được ha, đấy nó phân tích là nó nhìn theo cái like này, nó nhìn theo cái like này, nó đi đến cuối cái like mà nó đánh có thể đánh tốt nhất cho cả hai bên ha, nó sẽ nhìn thấy là dụ đến cái nước cờ cuối cùng ha, nước cờ cuối cùng nó sẽ nhìn vào mấy cái nước cờ sau đó, kiểu như là một bên thì quân phát triển hơn này, hay là một bên thì vẫn giữ được đô tượng ha, giữ được lợi thế đô tượng đó, hay là một bên thì có cái cấu trúc tốt xấu hơn nên cái hệ số nó sẽ thấp hơn ha. Đấy người ta sẽ đánh được hết, đánh dễ được hết,
hay là một bên nào mà có không chỉ cái phần không gian rộng lớn hơn thôi. Đấy, mình cứ nhìn vào cái line này nè, đó, mình cứ rê con chuột theo để mình biết à tại sao cái nút đấy nó là tốt, mình cứ nhìn cái kết quả của nút đấy ha. Đó thì đó là lý do mà máy tính nó phân tích được, nó sẽ tính toán được cái nước đi sau đó nên dựa vào đó để nó sẽ đánh giá được cái hệ số ở đây. Thì ván đấu này mình đã xem qua rồi. Thì ván đấu này là Duda cầm trắng đã giành chiến thắng trước Magnus Carlsen ha. Ví dụ đây đến nước thứ nhớ không lầm là đến nước thứ 38 ha. Rồi đến nước 38. Thứ 38. Bắt đầu đây. Máy tính sẽ cho ra thấy là cái hệ số này nó đã lớn hơn hẳn một rồi, nó đã đến cộng 7 rồi. Cộng 7 là hơn 7 con tốt hay là hơn một con xe và hai con nhẹ hay gì đó. Đấy, một con xe nhẹ. Đến đây thì bên bên đen ha, bên đen bắt đầu lựa chọn là ăn vào tượng ha, bên đen ăn vào tượng. Đen vào tượng. Rồi. Chẳng ăn lên, chẳng ăn lên. Mình tính nó trị giờ hết với cái nước đi tốt nhất ha. Đấy thì ban đầu nó sắp như là gần chiến thắng rồi. Đó thì đến đây thì khá là vô vọng cho Magnus Carlsen ha. Magnus Carlsen thì không còn mấy nước đi nữa thì bên đen sẽ thua cuộc thôi. Rồi, đi tiếp thôi. Chạy vua. Ở đây phải cẩn thận nhé, ở đây phải cẩn thận nhé. Dù là bên trắng đang giữ cái lợi thế cao hơn, đó gì hơn hẳn một con xe này, hơn con xe so với con tượng luôn. Đó, nhưng mà chỉ cần đi sai một nước thôi, chỉ cần đi sai một nước thôi thì ván đấu này vẫn có thể hòa được nha. Ví dụ nếu mà nó sẽ rơi vào trường hợp mà nếu bên đen có thể chiếu vĩnh viễn bên trắng, bên đen có thể chiếu vĩnh viễn con vua trắng này. Đó, thì ván đấu vẫn thể hòa nha, để nên hai bên vẫn phải đi được những nước đi tốt thôi. Ở đây thì thậm chí là máy tính sẽ cho là lấy con xe ăn vào con tượng đúng được, anh xe ăn tượng tại vì đã hơn một xe rồi ha. Duda muốn đổi quân ha, trắng không chịu, đen không chịu đổi ha, tại vì đang thua quân, đủ quân này không đổi ha. Mỗi ngày gần gần ha, bên trắng gần gần tiến sát vào vị trí của con vua đen ha. Đấy. Đây, đây máy tính sẽ chỉ cho những cái nước nào mà thắng nhanh nhất luôn ha, những cái nước nào thắng nhanh nhất luôn. Đến đây thì Duda đã lựa chọn đổi luôn con xe của mình để lấy con tượng trắng, để lấy con tượng đen rồi, cái con tượng đứng ngồi trắng này luôn rồi. Đó thì đây thì Duda đã nhận ra là đây đã hơn hẳn luôn này, để đến cộng 6, cộng 7 luôn này, đổi hợp lý rồi, đổi là hợp lý rồi, đổi cho dễ đánh ha. Rồi bắt đầu tiếp tục ha. Mấy nước luôn. Đấy, bên Duda này bên trắng vẫn phải cẩn thận làm sao để tránh mấy cái nước chiếu hòa vĩnh viễn ha. Gần kết thúc luôn rồi. Máy tính lên đây phân tích ha. Lên đợi xíu. Chạy. Thì mình nhìn nó đang là cộng đến 11 luôn rồi. Cộng đến 11 thì mình biết rồi mà, điểm số của con hậu là 9 điểm. Thì cộng 11 nó là hơn hẳn một con hậu. Hay là cộng 14 nó rồi, hơn hẳn một con hậu và một con nhẹ luôn chẳng hạn. Đó, rất là cái lợi thế nó rất là nhiều ha. Đến đây thì máy tính nó bắt đầu nó phân tích này. Phân tích là nó đã tính toán được trước chiêu bí luôn rồi. Thì chữ M này có nghĩa gì? Chữ M có nghĩa là mây, chiêu bí ha. Mây in 16 này có nghĩa là nếu bên trắng đánh được các nước đi tốt nhất thì bên trắng có thể hoàn toàn chiêu bí được bên đen trong vòng. Ở đây còn có 15 nước thôi. Còn có 15 nước nữa là trắng chiêu bí bên đen luôn rồi. Đó, ví dụ thử ha. Rồi rõ ràng thì nước để chiêu bí lâu nhất, nước để chiêu bí lâu nhất thì là tượng G6 ha. Đấy, và Magnus Carlsen đã tìm thấy nước cái tượng G6 để tránh bị chiêu bí nhanh nhất. Bắt đầu đấy là tượng G7 chiếu ha. Rồi. Vua H5, vua đen chiếu H5. Rồi tượng H7 chiếu. Đấy là do lợi thế đang quá lớn rồi. Đấy, bên trắng sẵn sàng đổi hậu luôn. Chiếu để đổi lấy hậu. Chiếu để đổi lấy hậu luôn. Đó, dù nếu hậu này vào đây thì sẽ tiếp tục nước chiếu. Sau đó bên trắng sẽ tiếp tục đẩy con tốt này lên để phong thành con hậu thứ hai ha. Phong thành con hậu mới. Đấy thì chiến thắng rất là dễ dàng dành cho Duda ha. Đi đến đây. Thì đến đây thì đen có được chầu đầu hàng đó và không thể chịu nổi nên nó đen đã chịu đầu hàng rồi. Đây thì gần như là trắng đã mất con hậu rồi, tại vì không còn nước nào đỡ, con vua này không thể bảo vệ con hậu nữa. Đấy thì đó là cách để phân tích một ván đấu ha. Giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách để phân tích khai cuộc bằng cái analysis này luôn ha.
Thì ví dụ đây mình sẽ làm mẫu với lại khai cuộc event gambit ha, event gambit thôi. Thì event rồi chẳng lựa chọn là bắt đầu giống như là khai cuộc Italy vậy, e4 e5 mã f3 rồi mã lên c6 rồi tượng c4 rồi đen phát triển tượng lên c5 ha. Rồi đến đây thì trắng bắt đầu chơi khai cuộc event gambit. Đó, ví dụ nếu bên đen mà không được biết về khai cuộc này, không được tìm hiểu trước về khai cuộc này thì sẽ rất dễ là giành chiến thắng cho trắng ha, rất dễ là giành chiến thắng cho trắng. Nếu ví dụ đây thì mình sẽ chơi thử bên đen ha, mình sẽ chơi thử ai bên đen học cái khai cuộc này, bên đen học cái cách chống khai cuộc này như thế nào. Có thể đây bên trắng sẽ đánh nước B4 thôi. Đó, thì như máy tính ở đây này, ở chúng ta nhìn thấy máy tính này, chúng ta xem vào cái dép này, mình hay nói mà phân tích của máy tính mình phải kiểm tra cái dép nó có đủ độ sâu hay không. Đó thì rõ ràng cái dép của máy tính này để lên cái dép 20 ha, dép trên 20 này, dép trên 20 chúng ta sẽ thấy ngay này, nước tốt nhất duy nhất dành cho đen chỉ có mỗi nước tượng anh B4 mới là nước tốt nhất thôi. Tất cả mấy nước còn lại đều có lợi thế dành cho trắng ha. Đó thì nếu lên đen chơi đây phải biết được là gặp e7 gambit thì chúng ta cứ chấp nhận nó ha, chúng ta ăn tượng vào B4. Sau đó thì sao? Sau đó thì bên trắng sẽ có rất nhiều cái cách triển khai khác nhau. Bên trắng ở đây có thể thậm chí là nhập thành gần, bên trắng có thể nhập thành gần. Bên trắng có thể đẩy A4 lên, tùy bên trắng có thể phát triển tượng lên B2 ha, tấn công vào con tốt này. Đó, nên ở đây ví dụ đây mình chơi cái nước tốt nhất của trắng dành cho đen thôi. Ví dụ trắng đây biết được nước C3 ha, ở cái đép 22 này đây, nước tốt nhất trắng, nước C3. Đó thì ở đây chúng ta dụ nếu chúng ta là một người không có tìm hiểu khai cuộc trước thì sẽ rất là khó để chúng ta tìm được cái nước gì tiếp theo tốt nhất dành cho đen. Ví dụ như bản năng như bình thường ha, nếu chúng ta không tìm hiểu khai cuộc trước là chúng ta nghĩ con tượng này bị bắt đúng không, con tượng này bắt chúng ta có thể nghĩ là tượng chạy về C5 thì sao ha, tượng chạy về C5. Đó thì tượng chạy về C5 thì có tốt không, chúng ta nhìn cái nước tiếp theo này. Nếu tượng chạy về C5 thì máy tính sẽ đánh giá sao, nó sẽ đánh giá là chẳng tốt hơn, bên trắng tốt hơn nữa. Nếu là tượng chạy về C5 thì bên trắng tốt hơn. Thì tại sao tượng về C5 bên trắng tốt hơn? Tại vì khi tượng chạy về C5 này, mình nhìn theo cái line này, ở cái đép 24 này, mình nhìn theo cái line này. Đó, tượng về C5 thì bên trắng lập tức đẩy D4 tấn công và chiếm hoàn toàn được trung tâm luôn. Bên trắng tiến vào trung tâm và bên trắng nha, đấy đẩy D4. Đó, nếu chúng ta lấy tốt anh vào này, họ trắng thậm chí có thể lấy tốt xe lên và mình nhìn cái hình cờ này. Bên trắng có hai con tốt ở trung tâm. Bên trắng hai con tốt ở trung tâm. Đó, ví dụ mình đi thử ha. Tự C5 đó, trắng để tốt lên, tốt anh tốt anh. Đó, bên trắng có hai con tốt ở trung tâm. Rất là mạnh và nhìn cái lượng không gian của trắng kiểm soát này, đó, kiểm soát hết 4 ô xung quanh luôn và mở đường cho con tượng phát triển rất là nhanh luôn. Đó, sau đấy có thể đưa mã ra. Đó là lý do con tượng về C5 là một nước không tốt. Đó, ví dụ nếu theo bản năng mình thường đi mình nghĩ tượng về C5 không được, chúng ta có thể về tượng E7 sao, như máy tính này, về tượng E7 sao có thật sự tốt không? Đó, khi ngay lập tức này mình về tượng E7 mình sẽ thấy máy tính nó đánh giá hay. Đó, mình sẽ đợi để cái dép cao cao hơn một xíu ha. Đợi cái dép cao cao hơn một xíu. Nó sẽ nói là nếu chúng ta về tượng E7 thì dù chúng ta đang hơn một tốt nhưng máy máy tính đánh giá này bên đen có hơn không? Bên đen không hơn và người ta vẫn đánh giá là bên trắng mạnh hơn và thậm chí là chủ động hơn rất là nhiều. Có thể tại sao bên trắng lại chủ động và mạnh hơn? Bên trắng cũng giống như vừa nãy, bên trắng có thể tiếp tục đẩy tốt D4 lên. Đó, sau đó thì phát triển quân, phát triển quân nhập thành các kiểu đó, đưa tượng lên, đưa tượng ăn. Phát triển quân kiểu đó, mình nhìn là cái line của nó này, mình nhìn qua cái line của máy tính. Đó, ví dụ đi đến tầm nước khoảng nước 15 ha. Đó, mình sẽ thấy là mình đánh giá thế cờ này. Đó. Đấy, nếu tại vì cái nước tượng E này mà nó dẫn đến cái kết quả là bên đen không nhập thành được. Bên đen không nhập thành được và bên trắng nó nhập thành thành công, bên trắng phát triển quân đưa quân ra ngoài thành công luôn. Đó, ví dụ vậy. Nhìn thử cái line sau đó nó ra sao. Cái line sau đó nó ra sao. Đó, đấy là cách phân tích tính. Ở đây đó là nước tượng E7 này nó đấy, nó là một cái nước không có tốt lắm ha. Nó là cái nước không tốt, máy tính nó đánh giá là dù đen hơn một tốt nhưng vẫn là thua.
đó là thiệt thòi một chút. Ở nên là đây, nhà đây thậm chí này, máy tính nó còn cho ra ở cái nước, ở cái nước khác như F8, tự F8 gì đó ha. Giờ đây chỉ có duy nhất cái nước tượng A5 là mới duy trì được cái lợi thế của đen thôi ha. Okay, người ta đi theo máy tính ha, đó người ta học thuộc. Ra quá là ta học cái line này rồi thì ta sẽ quá học thuộc, à người ta biết là tượng đen 5. Đó, hiện tại tượng H5, tượng A5 ha. Thì tại sao tượng A5 này lại là được tốt ha? Ở giữa cái depth thấp ha, ở cái depth thấp thì đánh giá là cái hai bên là hòa nhau, nhưng nếu chúng ta đợi lên cái depth cao hơn chúng ta sẽ thấy là à, máy tính sẽ đánh giá được à, bên đen hoàn toàn có thể cân bằng lại được, bên đen là thậm chí là hơn được một chút chút xíu ha. Nhưng mà như nãy mình đã nói rồi, nếu cái lợi thế nó mà dưới một thì hai bên vẫn là hòa nhau nha, hai bên vẫn là hòa nhau đó. Ở đây ở bên đen là có lợi thế hơn một xíu ha. Đó, ví dụ ha, tức là trắng đánh những cái nước gây khó khăn hơn, ví dụ là trắng đẩy luôn đẩy bốn chỗ người nãy ha, chiếm vào trung tâm đó, thì đó mình đã nhìn là đấy, chỉ có cái nước duy nhất là cái nước D6 mới có thể chống lại, tiếp tục chống lại thôi, chống lại. Đó thì cho chắc thì chúng ta lại tiếp tục đợi đến cái dép cao hơn, đợi cái dép cao hơn xem bên đen nên đánh như thế này. Ví dụ đây, đấy, ở cái dép thấp như vừa nãy đi, ở cái dép 20 rồi nó vẫn dễ là hai bên hòa nhau, nhưng mà lên cái dép 22 rồi nó lại đánh dễ là à, bên đen có lợi thế hơn rồi, bên đen là có lợi thế hơn. Nếu bên đen tìm ra được để mình đi đây. Đó thì tiếp tục đây thì ở nước thì gây thách thức nhất là ví dụ hậu B3 đi chẳng hạn, hậu B3 đấy, có hai quân tấn công vào con tốt F7 ha, hai quân tấn công vào con tốt F7. Đó lại bắt đầu trắng trong nửa là sao, à trắng trong nửa là sao. Đó thì ở đây nước tốt nhất duy nhất luôn dành cho đen là phải tìm ra được hậu lên D7. Đó, có thể mình không có tìm hiểu cái cục trước thì mình không hiểu tại sao hậu lên D7 lại tốt, tại vì mình nhìn nè, con hậu lên D7 nó chặn đường con tượng đi ra ngoài, thấy khó chịu không, à nó chặn đường con tượng đi ra ngoài, vậy thì nó sao nó tốt ha. Ví dụ đó là mình ngồi lại suy nghĩ hơn, tại sao nó hậu D7 nó tốt vậy, mấy cái hậu khác thì sao, ví dụ hậu lên E7 chị sẽ ra. Thì đó đây là ví dụ là đây ta có biết là nước mã H6 ha, H6 như đó này, mã H6 là nước tệ rồi, tại vì mã H6 lên đây thì tượng sẽ ăn luôn con mã này, thì đó này thì chẳng sẽ lợi thế hơn là đương nhiên rồi. Hay ví dụ nếu hậu lên E7 thì sao, hay thậm chí là hậu lên đây luôn thì sao, có chuyện gì nếu hậu lên đây, ví dụ mình đi thử hậu lên đây xem máy tính nó ăn gì nhé này. Nếu hậu lên đây thì sao, à hậu lên đây thì à, ngay lập tức này cộng 2 thậm chí gần cộng 3 nhà trắng, mình nhớ rồi cộng 3 là tương đương gần như là ba con tốt, hay thậm chí là một con nhẹ luôn. Đó, khủng khiếp chưa, rất là khủng khiếp luôn. À ở đây là tại sao, ở đây tại sao ráo này là trắng này đi dọa nước tốt lên D5, sau khi mã chạy thì đang đây trắng tiếp tục đe dọa hậu B4 chiếu bắc tượng, nguy hiểm chưa. Đó, nên ở đây nè, đây là đây người ta sẵn sàng chấp nhận mất con mã chứ người ta không để mất con tượng luôn nè, người ta đánh D5, máy tính đánh D5 xong rồi đưa hậu về B6 và mình ăn được con mã. Đó, nên hậu đi sai một cái là thua liền. Có thậm chí vừa nãy mình nghĩ đến hậu E7 thì chuyện gì xảy ra, à mình nghĩ là à mình phải mở đường cho con tượng ra ngoài, mình phải lấy con hậu bảo vệ con tốt F7 này. Đấy, thật sự có tốt hay không, thật sự có tốt không đó, bắt đầu mình nhìn máy tính nè. Ở bên trắng lại tiếp tục có lợi thế hơn ha, bên trắng có tiếp tục là có lợi thế hơn. Ở bên trắng lựa chọn nước nào đây, à nếu bên trắng tìm về nước tiếp tục nước D5 tiếp y như vừa nãy luôn, trắng tìm được nước D5, à rồi mã lên đuổi hậu, mã lên D4 đuổi hậu, à thế là đây là nước này là nước hy sinh mã luôn, tại vì rõ ràng là nếu mà mã chạy thì bên trắng sẽ có nước hậu chiếu và bắt được tượng đen. Nghe khủng khiếp không? Nên đây là người ta sẽ nhìn ra là à ở đây có nước mã này, tại vì sao, à mã này đang bị ghim, còn tượng này nó đang ghim còn này rồi đó, nên ở đây thì đó này thì chỉ có nước mã ăn vào, mã ăn vào đó này thì mình ăn lại một tốt ha, mình ăn lại một tốt. Sau đó thì sao, à sau đó thì rồi sau đó thì bên trắng nhập thành và bên trắng có lợi thế phát triển quân hơn rất là nhiều. À, đây mới tự hỏi tại sao ở đây chúng ta không thể chiếu bắt con tượng này được. À, thì đây mà tôi sẽ chỉ ở đây, à nếu hậu chiếu thì chuyện gì xảy ra, mà tôi sẽ đánh giá về thế nào về nước hậu chiếu, à nó trắng hậu vừa chiếu một cái là bên đen lại lợi thế hơn. Nếu vua chạy cái sao, ví dụ bắt con tượng này sao, chuyện gì xảy ra,
Nếu bên trắng dám ăn con tượng này thì lập tức này thì thấy ngay hậu ăn tốt chịu, họ là tốt chịu sau con nước sau đó này họ vua F1 rồi đó, lập chí là lúc đó đe dọa đẩy tốt lên đe dọa chu bí và con hậu sẽ ăn lại được con tượng ở bên đây, và ngay lúc này thì bên đen lại có lợi thế hơn đó. Thấy chưa đó là cái kết quả khi mà mình phân tích về máy tính mình mới hiểu được à tại sao nó là nước tốt, tại sao nó là nước không tốt. Nó nên qua lại trước đó ha, qua lại trước đó à thì chúng ta phải tìm ra được cái nước hậu D7 ha, hậu D7 chúng ta phải tìm được nước hậu D7. Đó, sau đó thì sao? À, sau đó thì ví dụ à, nếu à, ví dụ nếu ví dụ ở đây đến đây thì rõ ràng là không phải ai cũng học như máy tính rồi, ví dụ à, nếu khả năng tốt này thì sao? À thì giờ mình mới hiểu được tại sao lại có cái mục đích của hậu có tượng về A5 này để làm cái gì. À thì mục đích của tượng A5 là tượng phát triển lên C5 này xong lên B4 xong về A5 để làm gì, để nó về B6 chỉ một cái đường chéo rất là dài và để nó mở đường cho mã lên A5 đổi con tượng mạnh này, tại vì con mã nó sẽ đe dọa bắt con hậu và con tượng, thì từ đấy nó sẽ dựa vào cái điều đó để nó sao nhỉ, à nó đổi được con tượng mạnh này đó. Thì lúc đó mình mới hiểu à cái khai cuộc Evan Gambit này nó có cái tính chất gì, à cái khai cuộc Evan Gambit này nó quay quanh cái con tượng này, nó quay quanh cái con tượng C4 này, cái con tượng trắng này đó. Nên trong cái khai cuộc Evan Gambit này mình chỉ cần đổi được cái con tượng trắng này thì coi như là mình đã dập hết tất cả các đòn tấn công bên trắng luôn, bên đen sẽ dập hết tất cả các đòn tấn công bên trắng đó, chỉ cần mục tiêu là dập được con tượng trắng này thôi đó. Thì dựa vào máy tính chúng ta đã biết được điều đó là à là tượng về B5 để mình đe dọa hậu lên A5 đổi lấy cái con tượng đấy đó, là sau khi chúng ta đổ được thì coi như là bên trắng đã mất hết khả năng tấn công rồi, tại vì cái con tượng mạnh nhất của bên trắng đã mất rồi. À, dụ đây là tượng B6 tốt nhất, ví dụ nếu tốt tới đáp án thì sao, đáp án thì ở đây chúng ta cứ theo những cái kế hoạch cũ thôi, chúng ta đưa lên tượng A5 để đổi lấy con tượng mạnh này. Đó, sau khi đổ tượng mạnh này gần như là bên đen nhập thành sau đó rồi nó chuyển qua bình thường đó, là chúng là khi mình nhìn nè, sau khi cái chuyện đổi quân này xảy ra thì bên trắng sao, bên trắng bị mất đi đồ tượng và hai bên là hòa tốt nữa, thì cái này trong cờ vua chúng ta biết là đồ tượng phối hợp với nhau sẽ rất là mạnh và chúng ta chỉ mất có một con mã để đổi lấy con tượng bên trắng và bên trắng mất khả năng thành công đó. Thì xong đó là hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một chút sơ sơ về cái like của cái event em biết như vậy đó. Cách phân tích khai cuộc, cách học khai cuộc như vậy đó. Thì nhớ nha, nguyên tắc của học khai cuộc bằng máy tính là chúng ta chỉ nên học khai cuộc khi chúng ta đã gặp cái khai cuộc đấy, khi chúng ta đã đặt cái khai cuộc đấy rồi, chúng ta đã gặp qua khai cuộc đấy rồi và chúng ta tìm hiểu lo, chứ không nên đâm đầu học hết tất cả các like của máy tính nha. Ví dụ mình thấy là rất là nhiều like nha, cứ mỗi like lại thêm một chục nước nữa thì học đến bao giờ, học cả đời cũng không có thể nào xong được đó. Nên mình chỉ nên học khi chúng ta đã gặp cái khai cuộc đấy ở ngoài đời rồi, chúng ta đã gặp và chúng ta đã đánh cái khai cuộc đấy rồi thì chúng ta mới nên học khai cuộc đấy. À, phải không? À, nên là đây, đấy là mình đã hướng dẫn xong cách các bạn phân tích một khai cuộc ha. Đó, phải để ý cái dép này ha. Đó. À, vậy vậy là xong video ngày hôm nay ha. À, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. À, nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể đăng ký ở cái nút bên dưới ha, đăng ký ở nút bên dưới và để lại một like để mình có thêm động lực để làm các video tiếp theo ha. À, ok. Chào các bạn.